Chào mừng các bạn trở lại với English for Việt. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về dành 5 phút để nghiên cứu về giới từ chỉ thời gian. Chúng ta sẽ có 3 từ at, in và on. Đều có ý nghĩa là vào tại thời điểm đó. Như vậy chúng ta sử dụng at, in và on trong trường hợp nào và như thế nào? Có gì đặc biệt hay không? Có gì cần lưu ý thì mời các bạn xem qua bài hôm nay các bạn sẽ rõ. Chúng ta sẽ có một cái câu ví dụ rất là cụ thể. Chẳng hạn như là 7 a.m. 7 January 2019. Thì các bạn thấy chúng ta có thời gian 7 giờ sáng ngày 7 Tây tháng 1 năm 2019. Và như vậy nếu nguyên cái cụm như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng là giới từ gì? Giới từ at, in hay on các bạn? Cũng rất là khó đây. Chúng ta thấy nếu chỉ riêng có cái thời gian này thì chúng ta sẽ sử dụng là at. Và như vậy at sẽ sử dụng trong trường hợp nào? Chẳng hạn như các bạn thấy at 7 o'clock là lúc 7 giờ. Hoặc là một số trường hợp nữa là sẽ cụ thể hơn. Chẳng hạn như at noon là vào buổi trưa. Đấy. Thì các bạn thấy at là để xác định rõ vào cái thời điểm, cái giờ cụ thể. Và chúng ta lại thấy tiếp nữa. Nếu chúng ta chỉ sử dụng là nguyên cái cụm này vào cái tháng, nếu chúng ta sử dụng vào tháng là chúng ta sử dụng là in. Chẳng hạn như chúng ta thấy in January, nếu chỉ có từ tháng hay không là chúng ta sử dụng in. Hoặc là nếu chỉ có năm không là in 2019, là nếu chúng ta chỉ sử dụng năm không là chúng ta sử dụng in. Tuy nhiên nếu chúng ta kết hợp đây giữa ngày, tháng và năm thì chúng ta sử dụng cái gì các bạn? Chúng ta sẽ sử dụng on, vào ngày 7 tháng 1 năm 2019 thì chúng ta sử dụng on. Và nếu chúng ta kết hợp tất cả những cái này vào 7 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2019 chúng ta sử dụng cái gì các bạn? Tôi nghĩ là các bạn cũng đã biết hết rồi. Càng đông càng vui thì chúng ta sử dụng on vào cái thời điểm 7 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2019. Thì giờ chúng ta có những kết hợp như thế này. Để mà khi sử dụng riêng chúng ta vẫn phải biết in. Ở đây còn thiếu một món nữa. Ngày 7 tháng 1 năm 2019. Chúng ta thấy ở đây chúng ta có thể dùng thêm là Monday, tức là vào thứ hai. Vào ngày thứ hai 7 tháng 1 2019. Vậy thay các bạn Monday. Nếu một từ Monday không thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ là cái gì các bạn? Monday không thì bắt buộc chúng ta sử dụng là on Monday. Chỉ một Monday không. Và nếu kết hợp càng đông thì chúng ta sử dụng on là nhiều. Chúng ta on là sử dụng phần chính. Một số trường hợp ngoại lệ như là các bạn thấy trường hợp sử dụng in nữa nè, là in the evening là vào buổi tối, in the morning là vào buổi sáng, hoặc là in the end là cuối cùng. Nhưng mà trường hợp ngoại lệ khác đối với at vẫn có thể sử dụng được nếu in the end đây, in the evening, in the morning, in the end, chúng ta chấm câu hết làm sao. Nhưng mà chúng ta sử dụng là at the evening of, vào buổi tối của ngày là ngày 7 Tây ha.
7th January. Nếu chúng ta thấy cũng sẽ là có sự phức tạp nữa. Chúng ta vào buổi tối của ngày này thì chúng ta lại sử dụng at, không sử dụng in, không sử dụng on. Nó lại có một trường hợp ngoại lệ như vậy. Vậy các bạn sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ khác. Như vậy các bạn có những cái ý kiến nào thêm thì vui lòng góp ý cho chúng tôi. Tóm lại, chúng ta chỉ cần nhớ những khoảng đơn giản như thế này. Thứ nhất là đối với ngày là chúng ta một chỉ riêng một ngày, on Monday là chúng ta sử dụng on. Đối với tháng là sử dụng in. Đối với năm sử dụng in. Đối với giờ là chúng ta sử dụng at. At là xác định thời điểm, nó rất là ngắn các bạn. Và đối với ngày tháng thì chúng ta sử dụng on. Ngày tháng năm sử dụng on. Và có một số trường hợp ngoại lệ như thế này. At evening có thêm giới từ up ở đây và chúng ta sẽ sử dụng up chỗ am. Thì vậy chúng ta đã học qua giới từ chỉ thời gian at in on. Hy vọng các bạn đã nắm bắt và có những phút giây học tập thật sảng khoái. Cảm ơn các bạn.